Trong chương trình làm việc tại Nghệ An chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nghĩa trang Liệt sĩ Truông Bồn, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn công tác thành kính tỏ lòng biết ơn vô hạn trước thân thế sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tấm gương người sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Truông Bồn, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Quân khu 4, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, trong suốt 78 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống của quê hương, bình trị thiên trung dũng, thanh nghệ tĩnh kiên cường, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, lập được nhiều chiến công hào hùng, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào anh em. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền 6 tỉnh, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược. Tập trung xây dựng các đơn vị bộ đội thường trực theo hướng tinh gọn mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, chú trọng làm tốt công tác dân vận, công tác hậu phương quân đội, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.